em nha. Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Khải nè mọi người. Và bây giờ Khải sẽ làm một video ngắn cho anh em xem. Và có khá nhiều câu hỏi trên kênh của Khải, Khải không trả lời kịp hết đó. Anh em thông cảm nè mọi người. Những comment của anh em là trên kênh YouTube hàng này nọ, Khải đều cho anh em một cái trái tim hoặc là một cái bình luận chữ like. Khải đều đọc hết nhưng mà Khải chưa có trả lời. Thì thay mặt video này thì Khải sẽ trả lời cho anh em ở cái câu hỏi đó là hãy làm video sau đồ dàn xe đi, sao thấy toàn sau dàn ạt chính không vậy? Ok, thì cũng có rất nhiều câu hỏi như vậy. Ngày hôm nay thì Khải được Tống Kim top 5, thì được 68k, 265 mạng và 39 NBC và tử vong 44 lần, liên chạm 21. Nói chung là cũng trận đó anh em đã biết thì lên xuống ngồi ngóp top 9, top 10, top 9, top 10 liên tục, có khi là mắc luôn top. Và chỉ cần trong vòng 7 phút cuối thôi, Khải đã làm được điều đó, Khải đã được top 5. Và trước mắt đỡ soi đồ cho xe thì Khải soi chính trước cho anh em xem nha. Thì Khải vẫn đang là 3 món tím như cũ nè, như cách đây hơn 1 tháng trước thôi. Đó, vẫn cái lại cái đầu tóc 30, 39, không gì thì đổi mà một đai lưng 23, 40, một đôi giày 19, 40. Đó, một cái áo phục hồi 40, kháng banh, chống độc, và giá trị kháng cảm 15. Một cái nón kim, một cái nhẫn chống 40, kháng hỏa, một cái tay kháng lôi, một nhẫn làm chậm 40, sinh lực, nỗ lực, sinh lực và phục hồi thể lực 9. Một cái bội kháng lôi, thì Khải đang được 2 món kháng lôi này. Rồi 85 chậm từ nhẫn nè, rồi đai lưng, rồi 80 chón từ nhẫn và đôi giày. Đó, giờ thôi nè, chứ không gì thay đổi cả. Chuẩn năm hành của vũ khí kim. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với set đồ của con năm độc. Con năm độc hồi trưa thì Khải có lên một video ngắn cho đồ năm độc á. Thì đây set đồ năm độc Khải nè mà. Tại Khải đang sử dụng mình một con nón thủ lý 24, sinh lực 79, nội lực 57, kích dòng 1 phần thủ lý, một đôi giày thủ lý 25, tốc 29, làm chậm 30, một cây vũ khí độc sát 40, được kích cây làm chậm 30 ở đôi giày nha. Một áo phục hồi 47, đặt mắt 47 hiệp cốt, một giá trị kháng cả 12, chống 30. Đó. Rồi một nhẫn kim sinh lực lực được kích phục hồi 47 và kích chống 30. Và một đai lưng kháng hỏa 19 sinh lực lực. Đỡ kích thì Khải mang một nhẫn ngọc bội sinh lực lực được kích cái đai lưng kháng hỏa. Rồi. Và tay phòng thủ lấy 15. Rồi, nhẫn 540 thì hiện tại Khải đang có cho mình là 75 chậm nè, 75 chậm và 30 chón. Cái này thì Khải kèm với 50 thì Khải đạt được 85 chậm và đạt móc 40 chón như nè. Đó, đó là con năm độc bùa. Năm độc bùa như nè. Nói chung là xe Khải auto kháng tất cả 10 từ phi phong nè mà. Khải đã tống kim đa số Khải cho nó hết. Rồi, tiếp tục đây là một con Nga Mi, đó là con Nga Mi búp chủ đạo trong dàn xe của Khải nè. Nga Mi búp nếu mà thiếu Nga Mi búp này thực sự là Khải đánh tống kim không bao giờ được luôn. Khải khẳng định luôn. Thà thiếu năm độc hoặc là thà thiếu Nga Mi trưởng, nhưng mà thiếu con Nga Mi búp này coi như là không thể nào đánh nổi. Ngày hôm nay chúng ta còn soi set đồ Nga Mi búp cho anh em xem nha. Đây. Hiện tại đang sử dụng một cái nón thuộc lý 16 đến 130, sinh lực nội lực. Đó, một cái áo mọc phục hồi 40, kháng lôi 17. Một dây chuyền kháng cả 4, kháng lôi 15. Hiện tại con Nga Mi này đang có lượng kháng lôi là 75 cộng 8 nha, 75 cộng 8. Còn phòng thủ thì 75 là phòng thủ là đang được là 75 cộng 1. Nếu mà búp con lon của Khải vào được 75 cộng 1. Rồi, một đôi giày kháng lôi 19, tóc 21, một cây đao kháng lôi 30. Một đai lưng kháng lôi 30. Một nhẫn làm chậm 40, sinh lực nội lực. Một nhẫn kháng lôi 26, một con tay kháng lôi 27, một ngọc bội kháng lôi 28. Đó. Chung là hiện tại con Nga Mi này vẫn đang đạt cho mình là 85 chậm nha mọi. 45 chậm từ nhẫn và 35 chậm từ cái nón thì sẽ đạt móc 80 chậm nha nè. Đó, nói chung là 80 chậm và kháng lôi là 75 cộng 8. Đó, kháng lôi 75 cộng 8 kháng lôi. Đó. Hiện tại là đã có 120 hết rồi nha nè. Có con năm động mà Khải chưa lên thôi, vì năm động nó chưa tác dụng gì nhiều nữa, Khải không lên làm gì. Đó, đây là con Nga Mi trưởng nè mọi. Nga Mi trưởng thì Khải đang sử dụng cho mình, nó là một cây bằng sắt nào cao 184. Thì anh em cũng đã biết rồi, con Nga Mi trưởng thì nó làm cái nhiệm vụ chỉ cần là ai đi ngang qua thì nó chụp lại cho mình đam thôi nè. Đó. Rồi, với một cây bánh sắt công 184 ống 1, một áo kim phù hồi 40, kháng độc 24 và nội lực 103. Một con nón chống 40, Khải vẫn ưu tiên con Nga Mi này thì 40 chống nha. Để Khải lấy hưởng chống, để Khải có thời gian Khải chụp đối phương này mà. Một gia diện kháng cả 16. Đó. Đó, một nón chống 40. Và một bao tay làm 140. Một ngọc bò làm 140 sinh lực lực. Và một nhẫn kháng lôi 23. Một giày kháng lôi 27, tóc 27. Một đai lưng kháng lôi 29, một nhẫn kháng lôi 20. Thì con này thì con Nga Mi trưởng của Khải thì được kháng lôi là kèm với Nga Mi thì có kháng lôi là 75 cộng 3 này mà, còn lại tất cả là 75, 75, 75 hết. Đó, nói chung là dàn kháng Khải cũng khá đều này, kèm với Nga Mi búp thì kháng khá là đều. Đây, như Khải Nga Mi búp này, đó. Có Nga Mi búp bốn nghiệp phát trăm 120 này, như lại phổ đồ chúng sinh kháng tất cả 44 này mà. Kháng tất cả 44 nha nè. Có hai càng khôn á nên là phổ đồ chúng sinh Khải lên 44. Rồi. Còn con năm độc thì tất cả mọi thứ thì nó đã cho anh em sau đồ và nói anh em sửng thì anh em sau đồ tiếp tục Khải sau đồ cái kháng cho anh em xem. Đây, đây là kháng năm độc nè mọi. Kháng năm độc sau khi có Nga Mi thì Khải lên 75 cộng 2. Đó, kháng lôi 75, kháng hỏa 75. Tất cả đều khá đẹp mắt. Rồi tiếp tục đến con Nga Mi búp này. Nga Mi búp này thì nếu mà có con lôn nó cách bùa vô được kháng lôi 13 á
thì nó sẽ lên được 75 cộng 8 nha mọi người. Hiện tại đang đứng trong thành nên là Khải không cắt được. Đó, đó là kháng 1.50. Ok chưa? 75, 65, 75 cộng 7. Công lôn bốc thêm kháng tất cả 13 vào nữa thì sẽ 75 cộng 8 nha nè. Đó, ok chưa? Đó, nè. Đó dàn xe Khải, nói chung tầm này dàn xe Khải như thế này gọi là quá ổn định anh em ơi. Chơi thì nhiều người anh em nhiều khi cùng cái dàn xe của anh em cấp còn thua xe Khải luôn anh em. Tầm này xe Khải 115 hết rồi. Đó, tiếp tục cho anh em xem kháng tất cả của ngay 10 trưởng. Đó, thấy không? 75 15, 75 cộng 3, 75 cộng 1. Đó ngay 10 trưởng đó nè. Cứ đi theo đồ hình mà đầy đủ không có cứ đủ ngay 10 bóp thì dàn xe Khải thì khá ok. Thiếu ngay chỉ sợ thiếu ngay 10 bóp anh em. Thiếu ngay 10 bóp là nghĩ không đánh được. Rồi đây đây là kháng của dàn chính nè. Đó, đây cũng nghe mọi người cho anh em xem. Đây. Đó, đây là nghe mọi trưởng không? Thấy kháng chưa? Đó. 15 15 15 cộng 3. Rồi. Rồi đây là kháng quạt chính nè. Chính thì hiện tại chưa bốc kháng cả 13 nữa. Đây. Thì chính thì 75 cộng 1, 75 cộng 2, 75 cộng 3, 75 cộng 1, 71 đó. Ok chưa? Rồi. Anh em theo dõi video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và đây là một video ngắn cũng như là tổng thể cái set đồ của dàn xe cho anh em xem sơ qua. Thì vừa rồi anh em cũng đã xem rồi. Thì bây giờ anh em xem lại lần nữa tổng thể nha. Con năm độc thì Khải đang chu chút nó khá là nhiều cũng như là con game Mibook nè. Đó. Xem lại con năm độc này, phòng thủ 24, thủ 25, phục hồi 47. Chón kháng kháng tất cả 12. Kháng họ sinh lực. Kim sinh lực một lực, kim sinh lực một lực. 540. Phòng thủ lý 15, nói chung lượng phòng thủ của anh em thôi cũng khá là dày nè. Một cây độc sắc nó cần 40 để đánh lên bài boss này mà. Đánh lên bài boss con này nó vô phụ đàm đánh cơ lắm. Đàm lên dèo dèo luôn đó. Rồi. Tổng thở lại con nghe mây một lần nữa sẽ có 80 chậm và 40 chó. Đây là con nghe mây búp, quên con nghe mây trưởng như nè. Và một cây biên sắc nội công 184. Đó. Kháng cả 16. Đó, kháng cả 5, kháng cả 10. Ồ, đây là 140. Chứ vậy con này thì đang vẫn có cho mình là 80 chậm, 40 chó. Đó, con nào cũng có hiệu ứng chó nữa mà, trừ con nghe mây búp thôi. Còn lại là nghe mây trưởng là 80 chó, 80 chậm. Con em đọc cũng 80 chó, 80 chậm. Thì hiệu ứng sức chiêu ra khá là tốt nè. Đó, nghe mây búp nè. Hai nghe bớt thì 80 chậm nè, Khải không chơi chó. Đó, từ nhẫn và nó kèm với thanh âm 20 mấy% nữa thì đạt mất nha nè, dư sức đạt mất. Hiện tại Khải đang tìm một cái ngọc bội cái dây chuyền nữ kháng cả kháng lôi nữa mà chưa có cái nào đẹp hơn là Khải chưa mua được thôi. Chứ nếu có cái nào trên 10 Khải sẽ quất cho nó ăn cá trên 10 và kháng lôi trên 15 nữa thì nó sẽ ok hơn nè. Đó. Đó, ok chưa? Đây. Xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ và đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ dàn xe Khải năm. Chung dàn xe Khải năm này gọi khá từng đó anh em ơi. Nhìn sơ qua tổng cái lượng cấp nha anh em xem. Nói phải cho anh em tin. Nhiều khi nó dàn xe Khải này. Đó, thấy chưa? Dàn xe Khải không khác nhạc chính luôn anh em. Thấy chưa? Nhạc chính Khải này. Đó, rồi dàn xe này. Đó, nói chung là hiện tại mình đánh thì mình cũng ráng cố gắng đẩy dàn xe mình lên cho nó khỏe. Để làm gì ban mình nó sẽ khỏe theo nè. Đó. Đó là gọi là sự cống hiến hết mình cho ban luôn anh em. Đó. Cũng như là một số này trong bang cũng có một số dàn xe khá đẹp như là Hermes. Dàn xe của Hermes khá là cao đó nè. Dàn xe Hermes này. Rồi dàn xe của anh Ma Thần này cũng khá là cao nè. Ma Thần này, trời ơi nè, khá bảnh nè, mệt ghê nè. Đó là dàn xe của anh. Đó. Và ví dụ dàn xe của trong này toàn hàng chính không có xe. Đó. Còn lại là chỉ có 3 xe đó là gọi là tương đối nè mà. Còn lại là anh em cấp dưới 113, 114 đầy nè mà. Đó, xe của anh em tầm này cứ 113, 111, 112 ở đây. Nhưng mà đỡ mà cấp dàn xe 115 thì chỉ mới có 3 đến 4 dàn thôi nè. 3 đến 4 dàn trong bang thôi. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên đỡ lại cho lần tống kim lần này. Một trận tống kim khá tốt cũng như là quá hay. Một like chia sẻ hỗ trợ và đừng quên cho Khải like chia sẻ video này tổng thể cái dàn xe của Khải nha mà. Cảm ơn em đã theo dõi video và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Ok, đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc 11:50 hàng ngày cũng như là 19:50 hàng ngày mọi người. Và những video ngắn như thế này Khải sẽ up vào kênh vào lúc 11:15 vào buổi trưa để anh em có thể theo dõi những video ngắn vào buổi trưa nha. 11:15 nha mọi người.